cái câu nữa mà thằng là tự tử đấy. Đang công án đồ không vượt mà phải đề người nhà nữa thuê người họ mới vượt à. Chú đang có việc, đang làm. Nhớ lùi mẹ tao kêu chi nhớ. Nhớ. Lùi mẹ tao nhớ làm chi để cho mình đó. Ờ. Sợ tương về á. Ăn xong đi ăn tiếp, miếng đói bụng á, mấy 7 giờ mới đi lần á. Nấu chỉ bao nhiêu? Đem vô cho ủ lèo. Ủ lèo. Đáng có việc mẹ lại đợi tí nữa. Đáng làm. Tao xấu thế. Miệng phối phối miệng nó đi. Nói bối duyên lắm. Chứ thôi nó hồi nói